Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị, những người thân yêu, đại gia đình của Nutrilite Việt Nam. Thật là vinh dự khi bản thân Hen là người đầu tiên mà được sử dụng Omega 3 Triple. Thật sự là trước đó là Hen là một người đã yêu những sản phẩm của Nutrilite nói chung và Omega 3 nói riêng. Hen xin phép được kể một cái khoảnh khắc rất là đặc biệt của mình với những cái lần đầu tiên mà được sử dụng sản phẩm Omega 3. Đó là Hen thấy cái viên nang của mình rất là đẹp. Và lúc đó Hen thắc mắc ở trong là tinh chất như thế nào. Và lúc đó là Hen đã cắn thử. Cắn thử là quý vị ở đây, tất cả mọi người ở đây đều biết là sẽ cảm nhận được mùi vị gì đúng không ạ? Nhưng mà Hen rất thích, Hen vẫn thích và dành tình yêu rất là nhiều và thường xuyên sử dụng Omega 3. Và tới thời điểm hiện tại thì với sản phẩm Triple Omega 3 thì mọi người lại gửi cho Hen sử dụng trước nữa. Ôi, Hen rất là cảm kích, rất là hạnh phúc. Đầu tiên đó là cái viên nang mới của mình, cái viên nó nhỏ hơn. Và cái độ tinh khiết khi mà Hen cầm, Hen có post lên trên fanpage của mình á, cái viên rất là trong, trong veo luôn. Và theo cái chia sẻ của chuyên gia Hen có đọc á, thì mọi người bảo là những cái viên mà tinh khiết như vậy, được chiết xuất xịn mịn như vậy á, khi mình uống á, mình sẽ không có cảm giác bị ở hơi. Và nhiều người sẽ hơi ngại vì chuyện này đúng không ạ? Nhưng mà nhiều người sẽ rất là thích, như anh Triều này, rất là thích mùi cá. Anh Triều còn kể với Hen là anh thường xuyên cắn mỗi lần mà ảnh có một cái vấn đề gì đó trong cổ họng của mình. Vỗ tay quý vị. Và anh Triều chia sẻ là có rất là nhiều bí quyết khác nhau để mà sử dụng sản phẩm Omega 3. Có những người thì họ sẽ cắt ra để nhỏ vào mũi. Wow, thật sự là khi mà được tâm sự với anh Triều trước khi lên sân khấu là một cái cơ hội để mà Hen áp dụng trong những kỳ sau của mình. Và tiếp tục nói về Triple Omega 3 thì Hen có uống, có chia sẻ là cái viên nó nhỏ, uống nó rất là dễ, rất là thoải mái. Và ví dụ như là trong những các công dụng á, thì mọi người đều thấy là chúng ta có thể là bổ mắt, bổ não, bổ cho tim, cho khớp và cho làn da. Ngày xưa là có một anh nó hay nói Hen là Hen ơi em uống nước nhiều vào, nhìn người em da nâu rồi mà còn rất là khô. Ôi da nâu mà khô là đó là một cái cũng rất là hạn chế khi mà lên sân khấu. Nhưng mà nhờ uống Omega 3 thường xuyên và tới bây giờ là có một cái Omega tuyệt vời hơn nữa như là Triple Omega 3 thì Hen nghĩ là da Hen sẽ càng căng bóng hơn. Nhưng mà Hen vẫn luôn tự tin với làn da nâu, thưa quý vị. Hen yêu làn da nâu của mình lắm. Và cái cách yêu của mình là cái cách mình lựa chọn những sản phẩm để cho bổ sung cho sức khỏe của mình. Mình yêu bản thân là mình phải tìm cách để chăm sóc bản thân và sức khỏe của mình. Hen rất là yêu tất cả những sản phẩm từ Nutrilite. Nhờ Nutrilite đã cho Hen cái cơ hội mỗi ngày để có một cái sức khỏe tốt và có cơ hội đứng đây với tất cả mọi người. Hen cũng muốn gửi lời cảm ơn của mình đến Nutrilite Việt Nam đã dành lời mời cho Hen trở thành đại sứ. Và Hen hy vọng rằng chúng ta sẽ lan tỏa những sản phẩm bảo vệ sức khỏe, cho chúng ta một cái sức khỏe tốt như là Nutrilite. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta ra mắt một sản phẩm rất là tuyệt vời mà có thể hỗ trợ tới 5 lợi ích cho sức khỏe của chúng ta, đó là Triple Omega 3 của Nutrilite. Và bây giờ Hen không có nhiều thời gian với quý vị, Hen xin chúc cho tất cả mọi người có thể lan tỏa tinh thần của Nutrilite Việt Nam đến với nhiều người hơn, người dân Việt Nam của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ có nhiều hoài bão, chúng ta sẽ theo đuổi ước mơ của chúng ta sẽ hoàn thành những cái công việc của chúng ta thật là tốt. Và Hen tin tưởng Nutrilite sẽ mang đến sức khỏe tốt cho người dân Việt Nam của chúng ta nếu chúng ta sử dụng sản phẩm. Một lần nữa Hen chúc cho ngày hôm nay diễn ra thật thành công, mọi người sẽ rất là nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm và lan tỏa điều đó cho tất cả mọi người. Hen trân trọng cảm ơn. Cảm ơn anh Triều rất nhiều. Vâng, xin đại diện cho Nutrilite cũng như là Amway Việt Nam gửi đến Hen những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng là Hen sẽ luôn luôn giữ gìn sức khỏe để đồng hành cùng thương hiệu Nutrilite thêm một thời gian dài hơn nữa. Xin cảm ơn. Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn sản phẩm Nutrilite của chúng ta thêm một lần nữa.
nữa trời.